Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi. Âm thanh giá rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đồ cũ mà chất lượng nha anh em, hàng công ty. Hôm nay lên bộ Adidas. Một con âm ly Adidas đời thuộc dạng những top là đời đầu. Adidas BA, cái này SBA, SBA 203 ba la mã đời đầu cho anh em. Con này bo mạch màu xanh lá và chạy với 8 sò mỗi phết. Thì cái đời này là đời đầu bo màu xanh tăng phô dây đồng và eco chip 2399. Con này tình trạng hát rất là hay, nghe nhạc karaoke phải nói là quá đỉnh. Và độ bền của em nó cực kỳ cao. Thiết kế toàn bộ linh kiện mạch là điện trở nó 5 vòng màu. Và vỏ máy thì trang bị là dày, dày lắm. Cái đồ dày và nước sơn của cái con máy nó cũng chất lượng hơn những cái con đời sau rất là nhiều. Thì con này xong rồi nó đời sau là nó sẽ ra quẹt không. Đó, cái này là SBA nè, đó là cái con đời đầu nha anh em. SBA đời đầu là màu xanh tăng phô đồng. Còn đời sau là nó sẽ thiết kế ở đây có hai cái quẹt. Hai cái quẹt bên hông. Còn quẹt nóc là BA. Còn cái này là SPA. Đó, thì nó là như thế. Rồi em đang ghép với một cặp lo là TSE T1 Adidas. Lo này có kích thước bát là 2 tấc, bát 20 nha anh em. Bát 20 3 đường tiếng, bát trung chép. Và tình trạng lo là hát tốt. Hát tốt. Gõ gàng, tiếng hay, tiếng sáng. Thì mình ghép lo này có 2 tấc thôi. Con Amly này có thể đánh được lo 2 tắc rưỡi hoặc lo 3 tắc luôn nha. 2 tắc rưỡi hoặc lo 3 tắc. Chúng ta karaoke là được hết. Thì ở đây mình có bộ này thì mình ghép chung. Và giá nó cũng phải chăng. Đó, anh em nào xem thấy ưng, thấy thích. Thì nói chung mình ưng, mình thích thì mình liên hệ shop để đặt hàng nha. Ủng hộ nha anh em ơi. Lên nhạc nha. Ở đây đó, tem WC ha. Tình trạng máy móc còn cứng cáp, linh kiện là zin hết. Rồi tình trạng con này báo luôn. Thay nè. Thay cái con biến trở nút áo. Đó, con này nè anh em. Con ở ngoài là con zin nè, con này con ở trong nè. Con trong đây á, hai một con nè. Dạ, hai con ở đây nữa, hai con. Tình trạng thay hai con này. Đó. Còn toàn bộ còn lại là bao anh em là zin hết. Đúng của máy. Đó, hàng báo thực tế chi tiết rõ ràng nhất. Thay đúng hai con điện trở, biến trở, núp áo. Đó, một con, hai con. Còn toàn bộ còn lại là bên trong công suất nguyên zin theo máy luôn. Anh em mà mua về thầy thợ mua về. Đó, cho anh em kiểm tra thoải mái. Rồi hàng này đã được thay thế volume. Full một bộ combo volume KB Đài Loan. Volume xịn. Volume KB Đài Loan một bộ này em bán giá là 150.000 một bộ rồi. Công hai vô luôn nha anh em. Đó, hai full một bộ luôn. Dĩ mạch là zin theo máy hết.
thay volume xịn hết. Con máy hoạt động là nghiêm chỉnh, ra rất hay. Đó, tình trạng là em báo có như thế chính xác hết á. Các bác nào hay hở mua về mà mình kiểm tra bao cho các bác luôn. Tình trạng máy ghi hết thay đúng hai con phím trợ đúng áo đó. Và volume là em thay thế một bộ KB mãn luôn. Tình trạng chữ bọng đằng sau đẹp hết. Đó. Con này công suất 150W một kênh, chạy lo 4 ôm. Ở đây chạy lo 4 ôm là chúng ta ghép lo 8 ôm đánh bình thường. Từ 8 đến 4 ôm là đánh bình thường. Đó, SPA 203 này. Rồi, thì tình trạng em ly là như thế. Hàng này hát rất hay nha anh em. Bây giờ quay cặp lo TSE Adirang hàng công ty nha. Hàng xịn chứ phải hàng nhái đâu nha các bạn. Lo Adirang chúng ta mà không biết, nhiều cái mẫu nó nhái lắm. Đó, lo này có tem nè Mexico nha anh em. Tình trạng lo cũ đã qua sử dụng, tí xíu mình có quay nội thất cho mọi người xem. Nhưng mà tình trạng hiện trạng bây giờ là hát tốt, bát chép trung ga đầy đủ và tiếng sáng hay luôn. Nó có tem, còn cái tem Mexico nha anh em. Thì cặp này công suất khoảng 160W một chiếc. Music này sử dụng 5IC và cái nút 3S này tăng cái tần số âm sắc lên hay ra anh em. Đó, nhắn vô là âm sắc chúng ta sẽ hay hơn. Thì chúng ta muốn nghe chế độ nào thì nghe, thì mình nghe mình sử dụng chán chế độ này thì mình đổi chế độ khác. Đó, thì cái đó quyền sử dụng ha. Volume chiếc áp hàng thay mới nên cái độ hoạt động nghiêm chỉnh của em nói là phải nói là y như hàng mới. Đó, máy này là full chức năng nha anh em. Đó, tiếng khánh hót luôn nha. Con này karaoke IC2399 nhưng mà chúng ta ca phải nói cái độ hay của nó chuyên nghiệp. Ca không bao giờ chán, nó không mệt luôn, hút rất là nhẹ. Chúng ta thấy cái độ nó rất là màu bay bổng. Rồi máy full chức năng, nghe nhạc karaoke chỉnh bài. Rồi bây giờ em sẽ báo giá. Cái ôm ly này giá 1.400.000 đồng và cặp lo là 800.000 đồng. Cả bộ giá chỉ là 2.200.000 đồng. Bộ Adirang quyền thoại luôn. Chúng ta con này chúng ta có thể ghép được lo lớn hơn nữa nha anh em, nhưng mà ở đây mình có bộ này thì mình ghép chung. Nếu mà chúng ta bác nào xem thấy cần thấy thích thì có thể mua ha. Âm ly 1.400.000 đồng, cặp lo giá chỉ 800.000 đồng. Rồi bây giờ chúng ta xem nội thất của cặp lo TSET1 nha anh em. Đó, lo tình trạng như thế nào thì mình quay cho các bạn biết để nắm rõ lo hàng của chúng ta. Đó, anh em nào thấy mà thấy thích, thấy xem được thì chúng ta có thể liên hệ em đặt hàng nha anh em. Thì tình trạng lo này là có phân tầng và bát tự đôi, và phân tầng nó có cuộn cảm luôn nha anh em. Ở phân tầng có trang bị cuộn cảm. Đó, cản tần số cao đi qua, nó chỉ cho tần số thấp là nó lọc cho tiếng bass chúng ta nó trầm hơn, nó cho tần số thấp đi qua. Rồi bây giờ chúng ta xem cấu hình lo. Chiếc đầu tiên, chiếc lo bass nè, lo bass từ đôi nha anh em.
từ đôi. Đó, cái này cái cổ có làm keo rồi anh em ơi. Đó, cái con này có chích keo ha. Rồi có chích keo nhưng còn hát tốt bình thường. Đó, lo cái cổ có làm keo. Rồi lo này là bass 20 từ đôi nha anh em. Bass 20 hai từ đôi. Có mạch, có gòn. Họ có gòn chớp. Gòn cách âm. Rồi đây tiếp tục lo. Lo này lo mid. Đó, lo mid hàng zin nha. Lo mid hàng zin hết tốt. Rồi bên đây lo chép. Đó, chép thì chép Đức hay chép Kali. Hay chép Kali, chép zin. Rồi một chiếc. Tình trạng là lo hát ba đường tiếng đầy đủ và tiếng nó hay luôn nghe anh em. Rồi tiếp đến chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai lo bass. Đây. Bass từ đôi. Hai từ lớn từ bé nè. Và màng mũi đẹp. À, chiếc này màng mũi đẹp ha. Bass từ đôi có tem. Ở bên trong cũng vẫn có cái mạch phân tầng như cái kia. Đó. Rồi lo trung. Lo trung. Rồi chép là chép hay chép Kali nha anh em. Hay chép zin Kali hát tốt. Rồi lưới sắt em nói đây. À, rồi bây giờ em quay như thế rồi cho các bác xem bên trong kỹ ha. Tiến hành gấp giùm. Lo hát đủ 3 đường tiếng và tiếng trong tiếng hay luôn. Lo hàng công ty giá cả phải chăng. À, bác nào thấy cần thiết thấy được thì liên hệ shop ủng hộ nha các bác. Rồi đây là bên trong của hai cái quả mít nè anh em. À, hai tay mít của chúng ta ha. Hai cái đầu mít. À, nói chung hàng này hàng zin, hàng chữa cháy nhưng mà còn người sử dụng tốt, giá cực kỳ phải chăng. Rồi. Rồi thì tiếp tục là mình lên tiếp một bộ karaoke đầu mít không dây hiệu Boss. Hiệu này là hiệu bình thường nha anh em. Đầu hàng bình thường nhưng mà còn sử dụng tốt hai tay. Hiệu là Boss. À, cái đầu này là tình trạng còn đủ đồ và liền lạc. À, nhỏ gọn. Đầu nhỏ gọn nha anh em, khoảng một gang tay à. Một gang tay. Và cái hậu nó hiện nó cũng ngắn. À, kích thước là nhỏ gọn. À, hoạt động bình thường, còn hai tay mít luôn. À, và có kèm cộng dây dắt 6 ly luôn nha anh em. À, dây 6 ly nè. À, thì mình test luôn. À, thì một bộ này gồm là một đầu hu, một cộng dây dắt và hai cái tay mít. Còn hai cái anten đầy đủ luôn. Rồi bây giờ em sẽ test chức năng hoạt động của hai tay mít này. Đó, thì cái bộ đầu Boss này là giá chỉ 330.000 đồng. 330.000 đồng hát tốt, chúng ta về chữa cháy ghép hát được nghe anh em ơi. Rồi bây giờ nè, mở nguồn lên là lên đèn đỏ nha. Rồi mở nguồn lên ha. Rồi mình sẽ test công tắc đây. Bật lên nè. Đó, bật lên là ở đây nó phát tín hiệu. Nó phát tín hiệu ra thì cái đầu hu này bắt sóng. Đây nó lên đèn xanh nè anh em. À, tắt nè. À, bật lên nè. Rồi ra vậy là ok đó. Rồi bây giờ mình sẽ test alo ha. Alo 1 2 3 4. Đó, hát bình thường nha anh em nè. Đó. Alo 1 2 3 4. Rồi một tay. Hàng này hàng chữa cháy giá rẻ. Có một cục pin này nè anh em. Anh em nào mua về thì chúng ta mua pin sử dụng thêm ha. Đây có một cục pin đi kèm thôi. Đó, mình sẽ test cái mic còn lại nha anh em. Đây, ở đây cực cộng nè. Cộng thì chúng ta để pin cực cộng qua đó. Cộng nè. Rồi, dặn lại. 330.000 đồng. Giá này chưa bao ship. Và anh em lưu ý bộ mic này thì anh em mua thì chuyển khoản nốt hàng, không mà mình không có ship code. 330.000 đồng, không bao ship, mua hàng chuyển tiền trước và phí ship chúng ta thanh toán khi mà nhận hàng. Rồi test tiếp tục mic số 2 đây. Đây nè, tay mic số 2 nè. Đó, dặn lên đó, bắt sóng nha anh em. Alo. Up của volume là hoạt động luôn nha, tốt luôn nha.
Rồi, hai tay mít và đậu khô như thế đó. Em nào hay thích thì liên hệ ủng hộ nha. 330.000 đồng. Rồi, thì mình hôm nay có nhiêu đây đồ thôi anh em. Anh em nào xem thích cần gì thì liên hệ mình đó. Một con âm ly và một cặp lọ và cái đầu mít không dây đó. Và hân mến chào các bạn nha. Và anh em lưu ý là mình kênh mình dạo này nó tương tác nó tốt hơn mọi lần, thì mình cũng cố gắng mình lên nhiều đồ thêm cho mọi người xem. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh á thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho shop nha anh em. Mình gần đạt được là 10.000 người đăng ký rồi. Hiện tại bây giờ là 9.400 mấy chục người rồi. Đó, thì cũng mong muốn là lên được 10.000 ha ha. Rồi rất là cảm ơn mọi người trong thời gian đã ủng hộ shop và những khách hàng thường xuyên mua đồ của kênh á, thì em cũng cảm ơn. Rồi clip em quay tới đây kết thúc, nó cũng rất dài rồi nha anh em. Anh em nào xem thấy thích món nào thì mình liên hệ em. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho shop nha. Rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. Hoạt động bình thường nha anh em. Bye bye.